Do nhu cầu thị trường, hiện nay người dân trên địa bàn huyện Đàm Dơi đã thực hiện việc bán tôm sú sống nhằm nâng cao thu nhập cho gia đình. Theo nhiều người dân cho biết, tôm sú sau khi muối đá, loại 20 con trên ký giá khoảng 260.000 đồng, 30 con trên ký giá khoảng 180.000 đồng. Tuy nhiên, tôm sú sống loại 30 con trên ký hiện nay có giá 220.000 đồng và loại 20 con trên ký có giá 350.000 đồng cao hơn nhiều so với tôm sú đã muối đá, nên nhiều người dân trên địa bàn huyện Đầm Dơi đã có thu nhập cao hơn từ việc bán tôm sú số sống. Để cho tôm sú số còn sống, sau khi bắt tôm, thì người dân đã chủ động trọng tôm sú lại dưới nước hoặc chạy oxy, tránh làm tôm chết, vì vậy chất lượng tôm sẽ ngon hơn ngọt hơn. Hiện nhiều nông dân đang đầu tư thêm nhiều dụng cụ để có thể trọng tôm sú số sống, hứa hẹn thời gian tới. Hiệu quả của việc bán tôm sú số sống sẽ đem lại hiệu quả cao cho người dân.